Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì có anh KC ở chỗ công trình mình làm ấy. Anh ấy là KC thầu kiếm công trình cho anh em mình làm ấy. Mình làm xây, đây là KC. Anh ấy biết anh ấy cũng đang mê diều ấy. Hôm nay mình lên nhà mình làm cho anh ấy một con diều lắp ghép 3m, chiều dài không 3m. Còn đây cái bộ áo anh ấy mua. Thì làm buổi chiều thì hộp gần giờ gần tối rồi mới xong này. Đây, quát ngồi quát đây. Đây cái đống tre quát thừa này. Ngoài ra mình còn rất nhiều tre này. Xong rồi đây cũng không này anh em này. Mình buộc xong hết rồi. Giờ anh em mình sẽ lắp ráp lối khung rồi đi test con này. Rồi, em chuyển nó. Đấy, ông nào đang bay rồi đấy. Coi. Hôm nay anh em mình đi tiếp tục test con này nhá. Hôm nọ thì làm xong cái con diều nhưng mà hôm nay trời tối quá, anh em có đi test con diều này nhưng mà hôm đấy trời tối không quay được cái gì. Hôm nay anh em test lại quay video cho anh em xem. Đây, anh cay xây của mình đây nhá. Anh Hiệu chào anh em cái nào. Hello 5000 anh ạ. Hôm nay test đồng bộ cộng 3 anh em nhá. Mình mới làm xong con này mình chưa chỉnh âm gì cả. Âm mà có loạn thì anh em cũng thông cảm nhá. Đấy, cực chất luôn. Anh để xuống đây quay cho anh em xem cái. Đấy là 5 ớ. Đây, cái con diều này anh cay xây mình ấy, anh thả mấy hôm rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới sang để qua cho anh ấy để quay video test cho anh em được. Không lại bảo là làm diều cho anh cay xây, làm diều không bay được thì chắn chết đi này. Đây anh em nhá. Đây. Cộng 3 chỉ 3 anh em nhá. Gỗ thừng mực nhá. Vách ngăn bằng gỗ. Đó, anh em nhìn vách ngăn gỗ này. Diều rơi quỷ 3 mét nhá. Đây nhá, hôm nay mình thả cái cánh đồng này đây. Cánh đồng Hiệp Hòa anh em nhá. Rất là nắng. Kia anh cái xe anh đang đứng ở kia, anh chuẩn bị chờ chạy đây. 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 Rồi mình sẽ đâm cho anh ấy chạy nhá. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nhớ anh em thấy mình còn phân tích thấy nhớ anh em xem và trả đăng ký kênh. Thank you.
ăn dạ dày anh em nhá. Hello. Uầy. Có con nhỏ là như là hơi loạn chưa hòa được về chỉ dạy. Con là giữa sao? Nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Nhỏ được nhanh quá. Cái xe về mình nha. Giá rất giàu. Mỗi công trình làm mấy chục triệu. Bụng béo phi này. Anh em nhìn này. Ngàn như mỗi cấp độ 4 này anh nhỉ? Anh mình cấp độ 2, dám bảo cấp độ 4. Mấy cấp độ 2 thôi nhá. Ui, bao giờ mình nên làm cái xe được. Mình xây mấy năm trời mà chưa có đồng nào trong tay. Quả quan quả nhỏ nhất kêu nó hơi nhanh anh em nhé, anh em thông cảm nhé. Mình làm vội làm vàng để xuống test, anh ấy bảo là hôm nay có gió mày làm sáo nhanh lên rồi xuống test đều cho anh. Thì hôm nọ anh ấy test bằng cái bộ sáo nhỏ ấy, nó đảo quá. Hôm nay nắp bộ này thì vừa đẹp nhá, nhưng mà mình gắn sáo nó hơi ấy tí, gắn sáo nó hơi nghiêng về bên trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.